Tính đến hết ngày 8 tháng 11 năm 2021, Bến Tre đã có gần 854.000 người được tiêm ít nhất là một liều vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ hơn 87% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm. Trong đó có gần 408.000 người được tiêm đủ 2 liều, chiếm tỷ lệ hơn 41,5%. Riêng trong ngày hôm qua, 8 tháng 11, Bến Tre tiêm đạt gần 39.000 liều vaccine, trong đó tiêm trả mũi 2 là 16.400 liều, tiêm mũi 1 hơn 22.400 liều. Liên tục trong hơn một tuần qua, Bến Tre duy trì tiến độ tiêm chủng trung bình đạt từ 40 đến 50.000 liều vaccine trong ngày. Với năng lực và tiến độ này, thì Bến Tre đủ khả năng để hoàn thành chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đảm bảo mục tiêu 100% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm phủ một mũi vaccine trong thời gian sớm nhất. Đồng thời đó, thì Bến Tre hoàn toàn đủ khả năng để tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm cho nhóm đối tượng 12 đến 18 tuổi theo hướng dẫn Bộ Y tế. Vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nguy cơ chuyển bệnh nặng nhưng không phải bảo vệ 100% người tiêm không nhiễm bệnh. Vì thế, người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng bệnh, thực hiện nghiêm quy tắc 5K để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.